Ngày 26 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus đã đến Việt Nam và có buổi tới thăm làm việc với thầy trò của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước về vấn đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus vào năm 2008. Thông qua mối quan hệ hợp tác, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Hoạt động hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tiếp cận chuyển giao công nghệ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, đồng thời nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Việt Nam và Belarus sẽ tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.